Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê vừa tổ chức trao 170 xuất quà hỗ trợ khó khăn cho công nhân viên chức người lao động trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 800.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng hàng hóa nhu yếu phẩm ngày Tết. Đây là 170 xuất trong tổng số 3.330 xuất quà Tết trong chương trình Tết đoàn viên của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức. Cũng trong chương trình này, chuyến xe công đoàn sẽ khởi hành vào tuần sau, đưa công nhân người lao động về quê đón Tết đoàn viên cùng gia đình. Trong đó, quận Thanh Khê có 140 người đăng ký. Hiện Liên đoàn Lao động các cấp đang tiến hành ra soát, nắm tình hình cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai để có chương trình hỗ trợ tiếp theo, với mục tiêu không để ai ở lại phía sau.